liên quan đến những cái việc là những nạn nhân lao động Việt Nam bị ép sang Campuchia làm việc rất là vất vả. À, thưa quý vị, trước à, thông tin có nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia với lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, Bộ Công an đã cảnh báo hàng loạt địa chỉ có nhiều cơ sở cưỡng bức lao động Việt Nam. Theo Bộ Công an, các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản của công dân Việt Nam tập trung chủ yếu tại Campuchia, ở các khu vực Bà Vẹt, tỉnh Svay Tiêng, Ban Manchay, tỉnh Poipet, thành phố Sihanouville, tỉnh Riyadh, Sihanouk, Chiray Thom, tỉnh Kanda và tại thành phố Phnom Penh. Đối tượng cầm đầu hoạt động cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc, cưỡng đoạt tài sản là các người Trung Quốc có sự tham gia giúp sức của đối tượng người Việt hiện đang sống tại Campuchia. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại Campuchia. Hiện nay, tình hình công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp cục cảnh sát hình sự bộ công an cảnh báo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác đồng thời tố giác các đối tượng nghi vấn đến cơ quan chức năng